Những điều bạn chưa biết về 500 pho tượng Phật và La Hán trong ngôi chùa hơn 1.000 năm tuổi tại Trung Quốc. Đây là ngôi chùa Thánh Thủy Tự, hay còn gọi là chùa Thánh Thủy, nằm tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ngôi chùa này được xây dựng từ thời nhà Đường, kéo dài tới 1.300 năm và đã được trùng tu xây dựng lại với điểm nhấn là 500 pho tượng Phật, Bồ Tát và La Hán được chế tác bằng xi măng với đủ các tư thế ấn thủ và trông thực sự là sống động. Trên tổng diện tích xây dựng là 14.745m² và được hoàn thành vào năm 2017. Và lối đi vào chùa phải đi qua một cái cánh cổng có tên là Cát Tường Môn, có nghĩa là cổng Cát Tường. Điểm nhấn đầu tiên chính là hai vị hoàng tử rồng ở hai bên cột được chạm khắc vô cùng là ấn tượng. Bước đi ở trên những cái bậc cầu thang dẫn vào trong chùa, chúng ta như đang đi trên cõi thần tiên với vô vàn những pho tượng Phật và các vị thần được chạm khắc cực kỳ là sống động, giàu sức sống và thể hiện một cái thần khí rất là phi thường. Từng lớp gấp quần áo, từng ánh mắt nhìn thẳng hay nhìn ngang cũng đều toát lên một cái vẻ siêu phàm. Và hãy cùng nhìn ngắm pho tượng Phật Bồ Tát Văn Thù này đang cưỡi ở trên con sư tử. Ngài có đôi mắt hiền từ, dáng vẻ trang nghiêm, trang phục tao nhã và mềm mại. Tiếp theo đó, chúng ta cùng chiêm ngưỡng tác phẩm Phật Bồ Đề Đạt Ma cưỡi cọng lau vượt qua sông Dương Tử mà đã đi vào kỳ tích bằng tên gọi đó là Nhất Vĩ Độ Giang. Ngài qua sông để thuyết pháp cho vua Lương Vũ Đế, nhưng vua Lương không chứng được giáo pháp nên ngài đã rời đi. Và ở hình ảnh này, tôi cho rằng đây là một trong những vị kim cang hộ pháp cho Phật, một kỹ thuật tạo hình điêu luyện đến mức cường điệu các cái cơ bắp nhưng mà vẫn cho chúng ta một cái cảm xúc thật là mới lạ và rất là mãn nhãn. Và không những có hàng trăm pho tượng Phật mà ở trong chùa này thì còn có hơn 200 các con thú, ví dụ như là rồng, phượng, chim. Và bên cạnh đó thì đã có cả một cái ekip làm việc trong vòng 10 năm để thực hiện các cái tác phẩm. Vậy bạn có tò mò muốn biết họ là ai, họ đã làm thế nào để có thể thiết kế được những cái tác phẩm xuất sắc này hay không? Và các bạn hãy cùng chờ đón xem phần 2 của clip tiếp theo nhé.